Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Trong ngày hôm nay thì em cũng có một cái chương trình video tiếp cũng như giới thiệu những dòng sản phẩm ngày hôm nay cho mọi người nha. Đầu tiên em nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em là di động online thành phố, sử dụng bằng trang fanpage nha mọi người nha. Mọi người cũng có thể là nhắn tin trực tiếp vào fanpage này giúp em, hoặc có thể là chọn mua những sản phẩm trên cái em đăng trên cái trang fanpage này nha, hoặc trên nền tảng YouTube gõ chữ di động online thành phố cũng sẽ có nha. Số điện thoại mình liên hệ để mua hàng đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất, và bên em sẽ bảo hành phần mềm sẽ là trọn đời máy. Bên em gửi hàng đi toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển mọi người nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như là một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha mọi người nha. Bên em nhận cọc qua thẻ cào Viettel cũng được, hoặc là qua chuyển khoản ngân hàng đều được nha. Đầu tiên thì ở đây em sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một cái chương trình khuyến mãi trước nha. Ngày hôm nay thì ở đây em sẽ có được một còn sót được một cây iPad 5, hay mình gọi là E1 ấy, iPad 5 bản 16GB Wi-Fi nha mọi người nha. Đây là bản Wi-Fi 16GB. Con máy này là zin đẹp keng 99 luôn nha mọi người nha, zin keng 99 luôn. Đấy. Máy cực kỳ đẹp. Và con này nó sẽ bên em đang bán ra đầy đủ phụ kiện với mức giá sẽ là 3 triệu 200 ngàn nha mọi người nha, 3 triệu 200 ngàn. Đấy, 3 triệu 200 ngàn. Thì nó sẽ gồm có là bao da nè, bao da nắp gập luôn nha mọi người nha, bao da thì gập luôn màn hình rồi, bao da nè, một bộ sạc nè, và ngày hôm nay em sẽ tặng kèm cho mọi người đó là một chiếc loa Bluetooth nữa nha. Đây là một chiếc loa Bluetooth nha mọi người nha. Đây là chiếc loa em tặng kèm khi mọi người mua hàng cái máy iPad ngày hôm nay. Tại vì ở đây em chỉ còn có một cây thôi, em khuyến mãi cho mọi người luôn nha. Đây là cái loa Bluetooth nha mọi người nha. Bên trong nó sẽ gồm có là một dây cáp sạc nè, và một loa nha. Loa này thì bên em có màu xám nè, màu đen và màu đỏ, màu xanh nữa nha mọi người nha. Đấy là em tặng loa. Loa này thì khá là nhiều. Loa này thì đợt vừa rồi em có chương trình khuyến mãi là 150.000 bao ship với mọi người. Đấy. Đó là chương trình khuyến mãi đợt vừa rồi là 150.000 bao ship ấy mọi người. Đợt này thì nó sẽ là 170.000 và không bao ship nha. Đó là cái mức giá gốc nha mọi người nha. Em sẽ tặng kèm khi mọi người mua cái iPad này nha mọi người nha. Đây là iPad 5, hay mình gọi là iPad E1 bản Wi-Fi. Tức là mình sử dụng Wi-Fi nha. Bản 16GB, máy quốc tế nha mọi người nha. Bản Mỹ nha mọi người nha. iPad Air đấy, bản Mỹ. Pin dòng này thì em sẽ bao cho mọi người là trên 85% cho nên mọi người yên tâm nha. Mấy con này là pin trên 85% cho nên mọi người yên tâm. Máy đẹp keng nét luôn nha mọi người nha. Đây, đẹp keng luôn. Hàng zin đẹp keng 99 luôn nha mọi người nha. Chỉ với mức giá là 3 triệu 200 ngàn thôi. Đấy. Con này về sử dụng như là xem phim, nghe nhạc hay là thực hiện cuộc gọi video call. Ví dụ như video call thì mức này quá là ok mọi người. Dạo này em quay phim thì em ít để cam trước tại vì em mới hớt tóc. Tóc nó hơi ngắn nha mọi người nha. Đấy, camera nè. Khá là ok, được tặng kèm đầy đủ phụ kiện luôn, một bộ sạc, một bao da, tặng kèm một loa Bluetooth và chế độ bảo hành bên em nha. Đấy là đầy đủ rồi nha mọi người nha, 3 triệu 200 ngàn. Tiếp theo nữa ở đây em có được hai cái Oppo F9 nha mọi người nha. Đây là hai cái Oppo F9, một cây màu tím và một cây màu xanh đen. Đây là máy màu xanh đen nè. Mình sẽ tra phụ kiện trước. Phụ kiện thì ở đây em sẽ tặng kèm cho mọi người đó là ốp lưng, cường lực em sẽ dán sẵn, và kèm theo đó là một bộ sạc cáp tai nghe nha mọi người nha. Tai nghe thì tai nghe Oppo em đã hết rồi cho nên em sẽ tặng kèm cho mọi người đó là tai nghe Vivo. Đấy, những dòng tai nghe này nói chung là cũng giống nhau thôi, không khác gì nhau cả mọi người. Đấy. Em sẽ tặng kèm là sạc cáp này, tai nghe, ốp lưng và kể cả cường lực cũng nha. Ở đây thì em sẽ có được hai mã màu, đó là mã màu tím và mã màu xanh đen. Chỉ có hai máy thôi nha mọi người nha. Đấy. Màu tím và màu xanh đen với mức giá bán ra là 2 triệu 200 ngàn nha mọi người nha, 2 triệu 200 ngàn. Thì Oppo F9 á, thì nó sẽ sở hữu đó là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB nha mọi người nha. RAM 6, bộ nhớ là 128, màn hình sẽ là 6.5 rồi ha. Đấy. Oppo F9 nha mọi người nha, RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB, Oppo F9 Pro ấy mọi người. Những con này về sử dụng khá là ok luôn. Nó mặc dù nó đã là hàng đã qua sử dụng nha mọi người nha. Dòng này là hàng đã qua sử dụng và pin được bên em thay mới 100% nha. Đặc biệt pin là bên em thay mới 100% nha mọi người nha. Tại vì dòng này nó ra cũng được mấy năm rồi mọi người. Nếu mà mình không thay pin thì pin nó hơi kém ấy. Cho nên là bắt buộc bên em phải thay pin. Đó là mã màu xanh đen và mã màu tím nha. Mức giá là 2 triệu 200 ngàn full box phụ kiện như thế này nha. Tiếp theo nữa thì ở đây em có được một cây
Shop lại một cây Samsung Note 20 năm nha mọi người nha, Note 20 5G. Đấy, một cái máy màu đồng nha mọi người nha, máy rất là đẹp, một cái máy màu đồng nha. Note 20 5G thì nó sẽ sử dụng đó là RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 256GB nha. RAM 8 và bộ nhớ sẽ là 256GB nha mọi người nha. Cái RAM này mình có thể là mở rộng bằng RAM Plus thêm 8GB nữa thì thành ra là RAM 16 và bộ nhớ là 256 nha mọi người nha. Đấy. Mình có thể mở rộng cái cây RAM lên thêm 8GB, thêm 2GB này, thêm 4GB hoặc 6GB hoặc 8GB. Cái này thì tùy mình thôi, nếu mà mình sử dụng nhiều ứng dụng một lúc hoặc là mình chơi game hay gì đấy thì mình nhân cái cây RAM của nó theo từng cái nhu cầu của mình thôi. Như em ở đây thì em không nâng cây RAM, tại vì thực chất nhu cầu của em chỉ có nghe gọi và xem phim thôi, cho nên là em không nâng cây RAM. Còn tùy khách hàng xem muốn cho máy mình nó mượt mà hơn, nó mạnh mẽ hơn thì mình cứ nâng cây RAM lên thành 8GB. Đấy, cái này là nó cho mình chọn nha mọi người, nó cho mình chọn nha. 2GB, 4GB, 6GB và 8GB. Đấy. RAM á thì mặc định của nó sẽ là RAM 8 rồi và bộ nhớ của nó sẽ là 256 nha. Samsung Note 20 5G nha mọi người nha, Note 20 5G. Cái này thì em bán ra tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người như là tai nghe nè, sạc nhanh nè, ốp lưng và kể cả cường lực, thì em bán với mức giá của nó sẽ là 6 triệu 400 ngàn nha. Cây này là máy đẹp 9899 luôn nha mọi người nha. Máy đẹp 9899, nó vẫn sẽ có phe phẩy nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà những cái phe phẩy này mình phải soi mới thấy được. Đấy, mình phải soi trực tiếp với ánh đèn rồi này nọ mình mới thấy được nha mọi người nha. Note 20 Plus ha. Đây là camera trước nha mọi người nha. Và đây sẽ là camera sau nha. Nói chung thì là máy rất là đẹp nha mọi người nha. Máy rất là đẹp, với mức giá chỉ có 6 triệu tư thì nó mới bằng có một con S10 Plus thôi mọi người. Đó. Ở đây thì dòng này em về được cái lô này là nó là máy nguyên zin, nhưng mà giá thì thành thì là giá thành rẻ nha mọi người nha. Máy nguyên zin nhưng mà giá rẻ. Còn những cái dòng này mà ở ngoài thị trường thì như mọi người thấy là mọi người, nếu mà xem bên em thì chắc chắn mọi người cũng đã xem nhiều bên rồi, thì nó sẽ mức giá nó sẽ cao hơn và hoặc là nó thấp hơn. Nó thấp hơn nhưng mà với điều kiện là phải là màn đã hàng đã thay sửa, hoặc là màn ám hay là màn xuống màu hay là gì đấy, nói chung là nó sẽ có một cái điểm trừ nào đấy, hoặc là tài xước thì nó mới có giá rẻ hơn thôi. Chứ còn đẹp cỡ này mà giá cỡ này thì em đảm bảo cho mọi người là mức giá này là nó cạnh tranh nhất ở thị trường rồi nha. Đấy. Mọi người cũng có quyền tham gia tham khảo những cái mặt hàng ở những cái cửa hàng khác, đơn giản mà. Và những cái mặt hàng bên em giới thiệu lên thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng. Ví dụ như là mình sợ mua hàng trên mạng nè, bây giờ mua hàng trên mạng đa số sẽ là lừa đảo, ở những cửa hàng khác người ta lừa đảo, người ta lấy tiền rồi giao hàng dởm, hàng ẩu ẩu tả như nọ, tức là treo đầu dê bán thịt chó đấy. Còn của em thì mọi người yên tâm, tại vì thứ nhất là khi em gửi hàng đi em không ép mọi người nhận đó, không ép mọi người nhận, mọi người được quyền khui hàng ra, kiểm tra không đúng như em giới thiệu thì trả hàng về và đòi lại cọc ngay trực tiếp luôn đấy. Ví dụ như em giới thiệu con máy A đi mà em giao con máy B, ví dụ là như vậy, thì khi mọi người kiểm tra hàng mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra mà. Ở video của em nhớ giới thiệu như thế nào mà bây giờ tôi nhận con máy như thế này thì không phải đấy, bây giờ trả lại tiền cọc, ở bưu tá của em sẽ trả ngay tiền cọc luôn nha. Đó, chứ còn đừng có sợ nha mọi người nha. Bên em đặt con máy nào gửi con máy đó, tại vì sao phải gửi như vậy, là tại vì em gửi đi cho mọi người kiểm tra hàng đấy. Không thể nào mà em gửi một con máy mọi người mua con máy A mà em gửi con máy B được, mọi người khui hàng ra phát hiện con máy B là mọi người đâu có nhận, đúng không? Lúc đó em vừa tốn phí gửi đi nè, em vừa tốn phí gửi về này đấy, và trên đường nó lại còn nguy hiểm nữa, bể vỡ này kia nọ đấy. Bây giờ em không có làm những cái việc thiệt cho mình đâu, em gửi đi cứ cho mọi người kiểm tra hàng thoải mái, đúng như em giới thiệu nhận đó. Ok, tiếp theo nữa thì ở đây em có được một cây 6S Plus cho mọi người nha. Đây, 6S Plus thì ở đây em chỉ còn có một máy màu hồng gold thôi. Đây là một con máy màu hồng gold nha mọi người nha, pin thay mới 100% nha mọi người nha, đặc biệt là pin thay mới 100%. Phụ kiện thì em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện luôn, thì nó sẽ gồm có là cốc sạc, cáp sạc và tai nghe. Đây là phụ kiện mới 100% nha mọi người nha, que chọc sim thì trong này ha, que chọc sim thì trong cái này đấy. Một cây 6S Plus bản màu hồng gold bản 64GB, pin thì sẽ được là 100% nha, pin pin sẽ là 100%. Tại vì dòng iPhone 6 thì hiện tại bây giờ pin của nó cũng khá là xuống ấy. Nếu mà mình không thay pin ra thì nhiều lúc là pin về nó sử dụng sẽ không ổn định. Đấy. Những dòng này là em thay pin mới 100% luôn. Và vân tay vân đồ đầy đủ nha mọi người nha. Đây, pin sẽ là 100%. Vân tay là đầy đủ nha mọi người nha, vân tay vân đồ đầy đủ ha. Đây, em đã thêm vân tay nha, mọi người muốn thêm vân tay đó. Nói chung là vân tay rồi là đầy đủ nha mọi người nha. Em cam kết cho mọi người là men rin màng rin luôn nha. Những con này về sử dụng khá là ok luôn, pin thì được thay mới rồi cho nên mình cứ yên tâm. Còn đây là camera trước và sau. Đấy, camera trước và camera sau đây mọi người.
Khá là ok nha mọi người nha. Với mức giá là 2 triệu 800 ngàn là full box phụ kiện như thế kia. Ngoài những cái phụ kiện mà em tặng kèm trong hộp ấy thì mọi người sẽ được tặng kèm đó là một ốp lưng và kể cả một cường lực nữa nha, ốp lưng và cường lực nữa. Nói chung là khi mua con 6S Plus này thì sau bản 64 GB này thì mọi người về không cần mua thêm bất kỳ phụ kiện nào hết. Có mua thêm thì chẳng qua là mình mua thêm cái miếng dán thôi, miếng dán cho mình dán mặt sau thôi. Tại vì miếng dán mặt sau em không có mọi người. Đấy. Còn ngoài ra thì khi mọi người mua thì em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện, nhưng mà khách hàng không cần dán thì ở đây em có tặng ốp lưng thì mọi người về bỏ ốp lưng vào thôi, khỏi dán nha. Đấy, là đầy đủ phụ kiện luôn, với giá chỉ có 2 triệu 800 ngàn thôi. Bản đẹp keng 99, pin được thay mới 100% luôn. Riêng pin này là mọi người ra ngoài thị trường thay nó rơi vào khoảng tầm gần 300 ngàn rồi, nhưng mà mọi người đi những cửa hàng điện thoại mà thay á. Đấy. Đấy, thì em đã thay pin sẵn luôn. Như dòng này 2 triệu 8 là lý do là thay pin sẵn này, chứ không là đợt trước thì em có khoảng tầm 2 triệu 6, hơn gần 2 triệu 6 thôi. Nhưng mà nó là mấy trần, nó cũng tùy vào mọi người, nói chung là tiền nào của đấy thôi ha. Tiếp theo nữa, ở đây thì em có được một cây Samsung A04S nha mọi người nha. Đây là Samsung A04S, đây là bản hàng của công ty Việt Nam. Thì hàng này thì là hàng mới luôn 100% nha mọi người nha. Bên em kích hoạt bảo hành 12 tháng cho mọi người nha. Hàng này là mới 100%. Ở đây thì em chỉ còn có một đúng một máy màu xanh thôi. Ngày hôm qua thì nó còn được hai hai ba cây màu xanh nhưng mà em bán rồi. Ở đây em còn đúng một máy màu xanh thôi. Bên trong nó sẽ gồm có là một cáp sạc, một cốc sạc, sách hướng dẫn và que chọc sim nha. Đấy. Dòng này thì nó sẽ tích hợp cho mình đó là sạc 15W nha. Đấy. Samsung A04S bản màu xanh nha mọi người nha. Mặt lưng bóng luôn ha. Đấy. Rất là đẹp. Nói chung là mặt lưng này nhìn mình nhìn nó rất là đẹp nha mọi người nha. Cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn luôn nha mọi người nha. Nó sẽ có nhiều cái chế độ sinh trắc học cho mọi người, tức là những cái chế độ bảo mật ấy, nó sẽ có nhiều cái chế độ sinh trắc học. Tại vì ở đây thì những dòng này là những dòng đời mới ấy, mọi người. Để nhận diện khuôn mặt có đầy đủ nha. Samsung A04S nè. Android là Android 12 nè. Đấy, những bản này thì là những bản là cuối của 2021 thì đầu 2022, thì những bản này bây giờ được mình kích hoạt bảo hành lên đến 12 tháng, tức là hiện tại bây giờ em sẽ kích hoạt bảo hành thì nó rơi vào đến tháng 11 năm 2023 thì nó mới hết bảo hành. Đấy, bảo hành 12 tháng chính hãng. Mình có thể đem bất kỳ cửa hàng nào được phân phối của hàng Samsung thì mình cũng có thể bảo hành được. Đấy. Những dòng này thì mình mua yên tâm luôn, nó không phải là hàng cũ, nó là hàng mới 100%, cho nên mình cứ yên tâm ha. Những dòng đời mới thì nó có nhiều chức năng hơn, ví dụ như là siêu tiết kiệm pin hay là camera của nó nhiều chức năng hơn, ví dụ như là camera đi. Đấy, camera của nó sẽ có nhiều chức năng hơn, nhận diện khuôn mặt này, xóa phông hay là xóa mụn làm đẹp gì đấy thì nó có nhiều chức năng. Và về cấu hình sơ bộ của dòng này thì nó sẽ là chip Exynos 850 này, RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Đấy, màn hình sẽ là HD cộng, độ rộng của nó sẽ là 6.5 inch. Camera sau sẽ có 3 camera, camera chính của nó lên đến là 50 MP. Pin thì sẽ là pin 5000 và hỗ trợ sạc lên đến là 15W. Đấy, cho mọi người sử dụng thoải mái một ngày luôn. Nói chung là pin 5000 thì thoải mái, sử dụng một ngày thì thoải mái rồi. Đấy. Những dòng này thì nó sẽ có nhiều cái chế độ như là siêu tiết kiệm pin hay là những cái chức năng mới nhất mà được tích hợp vào. Đấy, nó không như những cái dòng đời cũ, tại vì đây là dòng đời mới nha mọi người nha. Với mức giá con này thì em chỉ còn có một máy duy nhất thôi. Em bán thanh lý cho mọi người chỉ mức giá là 3 triệu 3 thôi nha mọi người nha. Chỉ mức giá là 3 triệu 3 thôi, em chỉ còn có một máy duy nhất thôi nha mọi người nha. Đấy. Samsung A04S nha. Tiếp theo thì những dòng Oppo. Đây là Oppo A15s nha mọi người nha, Oppo A15s đây. A15s thì như mọi người biết thì hai ngày hôm nay thì em cũng đã lên những cái dòng A15s cho mọi người rồi. Đây hai ngày hôm nay ha, em đã lên những cái dòng A15s cho mọi người. A15s thì ở đây em sẽ có màu trắng và bản màu xanh và em sẽ vui hai cái bản màu này cho mọi người xem ha. Đấy. Bản màu trắng và bản màu xanh. Đây là bản màu xanh nha mọi người. Đấy. Đây là bản màu xanh nha. Đây là bản màu trắng nha mọi người nha. Đây là bản màu trắng. Phụ kiện em tặng kèm á thì sẽ gồm có là ốp lưng nè. Đấy, ốp lưng, sạc cáp và tai nghe nha. Đấy, ốp lưng, sạc cáp và tai nghe. Tất cả phụ kiện đều là phụ kiện mới 100% nha mọi người nha. Hàng máy thì có thể là đẹp 99 thôi, chứ còn phụ kiện thì bắt buộc rồi. Phụ kiện khi em bán máy cũ ra em vẫn tặng phụ kiện mới nha, em không tặng phụ kiện cũ thôi nha mọi người nha. Đây, màu trắng nè và màu xanh. Máy siêu đẹp nha mọi người nha. A15s nha. Những bản A15s này thì nó sẽ là RAM, bản RAM của em bên em thì nó sẽ là RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128 GB. Bên em đang bán ra với mức giá là 2 triệu 400 ngàn nha mọi người nha. RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128 nha mọi người nha. Mình sẽ cho nó lên nguồn và mình sẽ test sơ một vài cái chức năng của nó nha.
Những dòng này thì màn hình của nó cũng khá là rộng, màn hình của nó sẽ lên đến là 6.5.2 inch, thì mình cứ cho nó là khoảng tầm 6.5 đi ha, 6.5. Độ phân giải vẫn là HD cộng nha mọi người nha. Nhưng con này là RAM 4, RAM 6G và bộ nhớ sẽ là 128GB. Em nhầm là RAM 4, bộ nhớ 64. Tại vì bản bên em á thì nó sẽ là bản 6 và bộ nhớ sẽ là 128 nha. Đấy. Pin con này thì sẽ được 4230 và nó hỗ trợ sạc là 10W nha mọi người nha, nó hỗ trợ sạc theo máy đó là 10W ha. Đấy. Nói chung là sạc 10W thì cũng hơi kém tại vì dòng này nó không có sạc nhanh, Oppo thì nó ít cái dòng có sạc nhanh cho những dòng giá rẻ này ha. Nhưng mà ví dụ như là 4230 thì mình thực hiện cả ngày vẫn được. Ví dụ như lâu lâu lên Facebook hay là lướt TikTok rồi nghe gọi nhắn tin thì một ngày em có thể đảm bảo cho mọi người được 4230. Nếu mà nghe gọi và xem phim như em thôi thì những dòng mà pin 4000 như thế này mà màn hình của nó thì sẽ là màn hình HD cộng màn IPS LCD ấy. Thì những dòng này thì nếu mà gặp em thì em xài khoảng tầm 2 ngày. Tại vì em không chơi game, cũng không lướt Facebook, không lướt TikTok gì cả, em chỉ có lâu lâu xem phim rồi chỉ nghe gọi thôi. Đấy, nghe gọi nhắn tin với khách hàng thôi thì thực chất thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 ngày. Pin 4200. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 128GB, cảm biến vân tay phía sau, nó sẽ có 3 camera. Camera chính của nó sẽ là 13 megapixel và hai camera hỗ trợ sẽ là 20 megapixel nha. Đấy. Nói chung là nó cũng tương thích được khá là nhiều cái chức năng về camera, rất là đẹp nha. Đấy, nhận diện khuôn mặt ở camera trước vẫn có nha mọi người nha. Khá là đẹp ha. Oppo thì lúc nào camera sau, camera trước nó vẫn nhỉnh hơn camera sau tại vì nó chuyên về selfie á mọi người, chuyên về selfie. Oppo A15s nha mọi người nha, màu trắng cũng như màu xanh, với mức giá bên em đang bán ra sẽ là 2 triệu 400 ngàn nha. Đây, màu xanh đây. 2 triệu 400 ngàn nha mọi người. Tiếp theo nữa thì những cái dòng mà Apple Watch á, Apple Watch thì đợt này em bắt đầu nhận thu Apple Watch nha mọi người nha. Tức là ở đợt trước á thì Apple Watch thì bên em không có nhận thu cũ, chỉ có thanh lý từ những hàng cầm đồ thôi. Thì có rất là nhiều khách liên hệ em để mua để chia lại những cái Apple Watch cho cửa hàng bên em, nhưng bên em không thu tại vì dòng Apple Watch thì lúc trước em chưa kinh doanh, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bên em đã kinh doanh dòng Apple Watch rồi. Và ngoài thu mua điện thoại cũ thì bên em thu mua tất cả các dòng máy tính bảng, kể cả bể nha, chỉ cần vẫn còn sống là được. Ví dụ như nó bể vỏ mà nó tối thui mà mình cắm sạc nó vẫn có âm thanh hay gì đấy thì bên em vẫn nhận thu. Nói chung là tất cả các dòng máy tính bảng thì bên em nhận nhận thu hết nha. Theo được biết thì có rất là nhiều khách hàng kiểu như là máy móc mình bị hư á, thì mình có thể bỏ một đống đó, mình bỏ quanh năm suốt tháng như ví dụ là như vậy. Nếu mà thay vì mình bỏ không thì có thể là gửi lên cửa hàng bên em, nếu mà kiểm tra sau khi kiểm tra máy sống, tức là máy còn có thể cứu được thì bên em sẽ nhận thu nha. Còn nếu mà máy không cứu được thì bên em sẽ gửi trả về cho quý khách hàng và bên em sẽ trả luôn phí vận chuyển gửi về luôn. Đấy thì khách hàng không mất gì cả. Bây giờ gửi lên cho em, thứ nhất là mình chỉ tốn một lượt phí vận chuyển thôi. Ví dụ như không bán được cho bên em thì bên em sẽ gửi lại và bên em sẽ trả phí vận chuyển gửi lại luôn, cho nên khách hàng yên tâm nha. Đấy, đó là hỗ trợ cho khách hàng, tất cả khách hàng mà về bên máy móc. Thì quý khách hàng có thể là nhu cầu mua bán sửa chữa điện thoại thì cũng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971 172 105 nha. Em xin được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nha.